trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 35, pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian ngày 2 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem phần thuyết pháp Trang Nghiêm một đoạn sau cùng của Bát Thánh Đạo. Tám phần này phần trước đã sơ lược trình bày hàm nghĩa của danh tướng cho quý vị rồi. Thế nhưng chúng ta đã biết cương lĩnh nguyên tắc giáo học của Đức Thế Tôn có 84.000 pháp môn và vô lượng pháp môn. Tất cả đều tương ứng, nhưng những pháp môn không đồng thì sự giải thích cũng không đồng. Điều này nhất định phải hiểu, khiến cho chúng ta hiện tiền đang tu học thì có thể được lợi ích, cũng có thể đạt được sự mong muốn của chúng ta. Ngày nay chúng tôi và những bạn đồng học đều tu học pháp môn Tịnh Tông. Pháp môn Tịnh Tông trong Bát Chánh Đạo cách giải thích như thế nào? Điều này nhất định phải biết. Chánh kiến tức là chúng ta thấy Tây Phương Cực Lạc thế giới y chánh Trang Nghiêm như Đức Thế Tôn ở trong kinh điển giới thiệu cho chúng ta, tuyệt đối không hoài nghi. Đây là chánh kiến. Chánh kiến của chúng ta không phải trực tiếp thấy được Tây Phương thế giới, là gián tiếp nghe Đức Thế Tôn vì chúng ta mà giới thiệu. Chúng ta đối với Đức Thế Tôn có lòng tin kiên cố, Ngài tuyệt đối không bao giờ lừa gạt chúng ta. Lời của Ngài nói tuyệt đối như trong kinh Kim Cang đã nói, Đức Như Lai là bậc nói lời chân chính, nói lời chân thật, nói lời đúng đắn, không nói lời hư dối. Chúng ta hết lòng tin Phật. Lời của Phật nói từng chữ từng câu là chân thật. Chánh kiến của chúng ta y theo Tịnh Độ Tam Kinh mà xây dựng lên, tin sâu không hoài nghi. Đây là chánh kiến của Tịnh Độ Tông, chánh tư duy của Tịnh Độ Tông, tức là Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát chỉ dạy chúng ta là nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền hay tương lai nhất định thấy Phật. Chánh tư duy tức là tưởng nhớ y chánh Trang Nghiêm của Cực Lạc thế giới, cũng tức là đọc kinh phải thuộc lòng.
phải thường thường quán tưởng. Trong kinh nói y chánh trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc thế giới, phải thường quán tưởng. Phần trên chánh kiến là tính tâm, phần này là tư duy, thường quán tưởng. Tại vì sao? Nếu không quán tưởng Tây Phương Cực Lạc thế giới thì quý vị sẽ suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ lung tung là tạo nghiệp luân hồi. Trong tâm suy nghĩ lung tung là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi, tương lai phải chịu quả báo luân hồi. Cho nên chúng ta đem cái tâm luân hồi, cái niệm luân hồi, cái nghiệp luân hồi chuyển biến thành Tây Phương tịnh nghiệp. Ta tưởng nhớ Cực Lạc thế giới, ta quán tưởng trong kinh Vô Lượng Thọ nói y báo trang nghiêm và chánh báo trang nghiêm, ta quán tưởng 48 lời nguyện của Đức A Di Đà Phật. Làm thế nào thực hiện trong cuộc sống hàng ngày? Chúng ta quán tưởng những lời nguyện này, cách quán tưởng này là rất hay. Chánh ngữ của những người học Tịnh tông là gì? Chánh ngữ tức là một câu A Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là chánh ngữ của chúng ta. Cho nên chúng ta cùng với tất cả mọi người chào hỏi đều là chắp tay niệm A Di Đà Phật. Người ta gọi tên của chúng ta trả lời A Di Đà Phật. Khi chúng ta nghe điện thoại, cầm điện thoại lên, trước tiên nói A Di Đà Phật là chánh ngữ của chúng ta. Thời thời khắc khắc niệm niệm không quên A Di Đà Phật. Chánh nghiệp của chúng ta là ý nghiệp quán tưởng A Di Đà Phật, thân nghiệp lễ bái A Di Đà Phật, khẩu nghiệp xưng niệm A Di Đà Phật. Đây là ba nghiệp của Tịnh tông. Chánh mạng là đi theo nghiệp báo thân của chúng ta. Còn sống một ngày thì niệm A Di Đà Phật một ngày, phải y giáo phụng hành. Diễn thuyết của ba nghiệp thân ngữ ý là vì người diễn thuyết. Khi sắp mạng chung, tâm bất điên đảo, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, chẳng có bệnh khổ, hoặc đứng vãng sanh, hoặc ngồi vãng sanh. Đây là vì người diễn thuyết, vì người biểu diễn, để cho người ta nhìn thấy là việc không dễ. Con người, có người nào mà không chết? Mỗi người đều phải chết. Người nào có thể chết được một cách tự tại, một cách thoải mái mà lại rõ ràng minh bạch là những người niệm Phật. Đây là vì người biểu diễn, vì người diễn thuyết. Họ rất có khả năng thuyết phục. Những khoa học gia không thể giải thích. Đây là siêu việt khoa học. Khoa học là có giới hạn, tức là có hạn hẹp, nó có phạm vi. Còn môn đại học vấn này là vô hạn hẹp và vô phạm vi. Nhà khoa học vẫn chưa phát hiện.
Đây là chúng ta nhất định phải biết. Linh giới siêu việt khoa học, tức là nói phạm vi của khoa học chỉ là ở nhân đạo. Nhân đạo ở trong thập pháp giới, nó chỉ là một pháp giới. Một pháp giới này là có giới hạn, nó chẳng có biện pháp đột phá không gian duy thứ. Nó không thích hợp dùng ở thập pháp giới. Cái đạo lý này nhất định phải hiểu. Nếu như không hiểu thì bạn sẽ bị hạn chế ở trong phạm vi này. Ở trong phạm vi này là lục đạo luân hồi. Bạn không ra khỏi lục đạo luân hồi. Không ra khỏi lục đạo luân hồi, nói một câu khác, như lời Phật nói trong kinh là sự thật, tức là bạn ở trong tam ác đạo thời gian dài, bạn ở trong tam thiện đạo thời gian ngắn. Phật pháp nói cho chúng ta biết giác và mê. Khi nói đến mê tín, thật tại mà nói, mê tín tôn giáo và mê tín cổ thánh tiền hiền, chúng ta hãy bình tĩnh, rất khách quan mà quan sát, so với sự lợi ích của mê tín khoa học càng lớn hơn. Vì chỗ nói ở trong, tại vì sao? Vì chỗ nói ở trong tôn giáo và cổ thánh tiên hiền, nó siêu việt không gian duy thứ của người thế gian chúng ta. Nó có thật, nó chẳng phải không có. Đích thật là linh giới tồn tại. Hiện nay có nhiều người nhà khoa học kiên cố chấp trước khoa học, nhưng những người này khi họ vừa tiếp xúc đến một cảnh linh giới nào đó thì họ đã tin tưởng. Từ trên bản thân của họ, tự họ ở trong kinh nghiệm được chứng minh sự thật. Đích thật là có linh giới tồn tại. Những nhà khoa học này mấy chục năm đã mê ở trong khoa học, sau cùng họ đã tin tưởng. Họ có rất nhiều sự báo cáo, gần đây đã in thành sách, quý vị có thể đọc xem. Ở Trung Quốc và ở ngoại quốc có rất nhiều người, họ cũng nghiên cứu, đều đã tin tưởng, khẳng định có linh giới tồn tại. Nói linh giới, ngoại trừ nhân pháp giới ra, trong chính pháp giới gọi điều gọi là linh giới, điều gọi là linh giới. Trong cảnh linh giới có cao thấp khác nhau. Ở trong tất cả tôn giáo thì Phật giáo nói được rõ ràng nhất, nói được thấu triệt nhất. Không những nói về chánh báo giảng được rất rõ ràng, y báo cũng giảng được rất rõ ràng, là y chánh trang nghiêm. À,
Cho nên nghiệp tức là do thân ngữ ý tạo tác. Không trái nghịch với kinh giáo gọi là chánh nghiệp, trái nghịch với kinh giáo gọi là tà nghiệp thì là đã sai. Cái gì gọi là chánh mạng? Đại sư Ấn Quang nói được rất hay. Là nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Không đi hóa duyên, không làm pháp hội, không làm kinh sám Phật sự, khóa trình của mỗi ngày thì giống như khóa tu đã Phật thất vậy. Ngồi học hội này của chúng ta và Tịnh Tông Học Viện thì đã cộng thêm một môn học là giảng kinh, phải giải hành tương ứng. Đây là chánh mạng của chúng ta. Chúng ta y theo điều này để sinh sống. Hiện nay đạo tràng không có tài sản, nguồn kinh tế không cố định, chúng ta không đi hóa duyên. Vậy chúng ta sinh sống bằng cách nào? Việc này chẳng có một ai mà không lo lắng. Tôi không lo lắng. Vì sao tôi không lo lắng? Vì Đại sư Trương Gia có dạy cho tôi rằng phải nhất tâm hướng theo đạo, nhất tâm vì Phật Pháp giúp cho chúng sanh. Thì trong đời này có Phật Bồ Tát an bài, tự mình không nên bận tâm. Hôm nay không có cơm ăn, chịu nhịn đói một ngày cũng là Phật Bồ Tát an bài, một tí cũng không bận tâm. Hôm nay Phật Bồ Tát an bài để cho ta nhịn đói một ngày, phải chịu nhịn đói một ngày khẳng định là có lợi ích, không có hại. Lại huống chi mỗi ngày chúng ta phải vì người diễn thuyết, tức là tu bố thí. Điều này tôi đã giảng qua rất nhiều. Tuy rằng chúng ta chẳng có tài bố thí, tức là ngoại tài bố thí, chúng ta có nội tài bố thí. Mỗi ngày chúng ta làm biểu diễn cho mọi người xem, dùng nội tài bố thí, pháp bố thí, vô ý bố thí, mỗi ngày bố thí không gián đoạn thì được quả báo rất thù thắng, không thiếu chi cả. Không cầu mà tự đến. Năm mươi năm nay chính bản thân tôi đã thể nghiệm được đích thật là như vậy. Tôi không có một tí hoài nghi.
tuyệt đối không vì cuộc sống vật chất mà khởi lên vọng niệm. Chẳng có. Bạn có cái lòng tin này hay không? Bạn có tin tưởng hay không? Đạo tràng có thần hộ pháp hộ trì, ngoại trừ chư Phật hộ niệm ra, còn có chư thần hộ pháp hộ trì. Tâm của bạn theo đạo, hành theo đạo, thì thần hộ pháp cũng phải chiếu cố. Nếu tâm hành của bạn cùng với đạo trái nghịch, cái gì gọi là đạo? Tức là những lời, những đạo lý ở trong kinh điển đã dạy, và những phương pháp này chúng ta phải hết lòng tuân theo, tâm hành theo đạo. Nếu chúng ta không tuân theo thì tâm hành đã xa rời đạo, xa rời đạo thì sự cảm ứng của Phật Bồ Tát chẳng còn nữa, thần hộ pháp cũng đã bỏ đi, không còn chiếu cố bạn nữa. Đến khi nào bạn sanh lòng sám hối, ta đã sai lầm, ta phải hồi đầu, thì Phật Bồ Tát lại đến, thần hộ pháp cũng trở lại. Thần hộ pháp và Phật Bồ Tát không bao giờ bực tức. Tâm hành của bạn cùng với đạo tương ứng thì họ đã đến, nếu cùng với đạo trái nghịch thì họ bỏ đi. Cho nên sự tương ứng vẫn là tốt hơn. Mỗi ngày phải đọc kinh. Tại vì sao? Vì muốn kiến giải tư tưởng ngôn hành của mình cùng với kinh điển tương ứng, không trái nghịch. Dụng ý thật sự của việc đọc kinh, mục đích là ở tại chỗ này. Thì cuộc sống của chúng ta gọi là chánh mạng, chánh tinh tấn, phải nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu, quyết định không giải đãi. Trước tiên tự mình phải đạt đến công phu thành phím. Đạt đến công phu thành phím thì vọng tưởng phiền não tạp khí hoàn toàn đã khống chế được, nhưng vẫn còn cái gốc chưa đoạn mà nó không khởi tác dụng. Khi gặp nghịch cảnh ác duyên, nó không sanh phiền não, không sanh lòng sân hận. Khi gặp cảnh thiện duyên, không sanh lòng tham luyến. Đây là công phu thành phím. Bạn đã đè phục được thì Phật Bồ Tát bảo với chúng ta, đạt đến trình độ công phu này thì có thể bảo đảm vãng sanh. Đạt đến công phu thành phiếm, nhưng bạn phải luôn luôn bảo trì nó. Bạn không thể sơ suất, không thể không thận trọng. Nên biết rằng phiền não tạp khí rất nặng, là vì phiền não tạp khí lũy tích thời gian quá dài. Nếu tâm chúng ta lơ là một tí thì nó sẽ nổi dậy.
Điều này thì phiền phức lớn. Cho nên thời thời khắc khắc phải đề cao cảnh giác, một tí cũng không dám lơ là. Đạt đến sự nhất tâm thì hoàn toàn đã khống chế được, không cần dùng đến ý thức mà nó cũng đề phục được. Nếu đạt đến lý nhất tâm thì tất cả phiền não tạp khí đều chuyển thành bồ đề, ấy mới gọi là đoạn phiền não. Lý nhất tâm cùng với cảnh giới minh tâm kiến tánh của thiền tông hoàn toàn tương đồng, thông thường gọi là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Niệm Phật mà đạt đến lý nhất tâm bất loạn thì là cảnh giới này. Cái cảnh giới này không phải mỗi một người cũng có thể chứng đắc, nhưng công phu thành một phím thì có thể nói mỗi một người chỉ cần bạn chịu dụng công, bạn hết lòng tuân theo lời dạy bảo trong kinh điển mà y giáo phụng hành thì mỗi một người đều có thể đạt đến công phu thành phím. Khi đạt đến cảnh giới này, tức là khi nãy tôi đã nói, khi gặp thiện cảnh thiện duyên thì không sanh lòng tham luyến, khi gặp nghịch cảnh ác duyên không sanh lòng sân hận, là rất tự nhiên, cũng không cần dùng cái ý để khống chế. Có cái ý đè nén, dùng cái ý đè nén là giai đoạn đang tu học của bạn chưa đạt đến công phu thành phím. Nếu thật sự đã đạt đến công phu thành phím thì không cần khởi ý, rất tự nhiên, tức là sự phản ứng rất tự nhiên. Đây là cảnh giới rất tốt, không khó lắm. Những người thông thường nếu họ rất hết lòng dũng công, chúng ta xem trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và Chuyện Vãng Sanh, có rất nhiều người dũng công 3 năm thì đạt đến cảnh giới này. Vì sao người ta có thể đạt đến cảnh giới này mà ta không đạt được? Nghĩ đến chỗ này, ta phải sanh lòng hổ thẹn. Dũng công ở tại đâu? Là ngay trong cuộc sống hàng ngày, khi xử sự đối người tiếp vật, người này đối với ta tốt thì ta đối với họ càng tốt. Chỉ cần khi ta gặp họ, ta đối với họ nhất định so với họ đối với ta còn tốt hơn. Ta phải đền đáp họ, ấy gọi là thọ người chỉ như giọt nước, phải thường nhớ đền đáp như nguồn chảy ra. Nhưng khi họ không ở trước mặt ta thì tâm ta sạch sẽ rốt ráo, chẳng có một tí dấu vết. Đây là trí huệ, tức là tuyệt đối không có tham luyến. Khi gặp mặt thì lòng báo ân và cảm kích tự nhiên khởi lên. Đó mới là chân thật.
không phải tình thức, đây là trí huệ. Trong tâm vĩnh viễn thanh tịnh bình đẳng giác, cũng có nhiều bạn đồng học muốn hỏi. Họ hỏi tôi rằng Hà quán trưởng đã ra đi nhiều năm, sao thầy vẫn thường nhớ đến bà ta? Đúng. Đây có phải thuộc về tham luyến hay không? Nếu như rơi vào trong tình thức thì là tham luyến. Nếu như ở trong chánh trí thì là giáo học. Ở nơi đây chúng tôi đã xây dựng cho Hàng quán trưởng một ngôi kỷ niệm đường. Đây là giáo dục, là giáo dục xã hội, là chỉ dẫn đại chúng trong xã hội biết ơn báo ơn. Trong quá khứ bà đã làm nhiều sự lợi ích giúp cho chúng tôi niệm niệm không quên. Đây là biết ơn báo ơn. Cũng là sự giáo dục xã hội của văn hóa đa nguyên, đặc biệt là xã hội ngày nay. Cái xã hội ngày nay rất ít biết ơn báo ơn, đều là quên ơn phụ nghĩa. Quả báo của quên ơn phụ nghĩa là ở ba đường ác. Quả báo của biết ơn báo ơn là ở cõi trời người. Phải giúp cho tất cả chúng sanh không đọa vào ba đường ác mà có thể hưởng phước báo ở cõi trời người. Cái công đức giáo dục này rất lớn, rất lớn. Nếu làm được như vậy mà tâm niệm bảo trì được thanh tịnh bình đẳng giác thì siêu việt lục đạo luân hồi. Đó mới gọi là chánh nghiệp và chánh mạng. Cho nên bạn phải hiểu cái ý nghĩa này. Những người oán hận, oan gia đối đầu mà tâm bạn không có một tí sân hận, trong tâm niệm không có một mảy may báo thù, chẳng những không có, ta phải thời thời khắc khắc mà chú ý đến họ. Khi họ gặp khó khăn ta phải giúp đỡ cho họ. Thường thường phải giác ngộ thì oan gia được hóa giải. Những mối oán hận từ xưa kia đã kết, bây giờ cả thể đều được hóa giải. Ấy là oan gia nên giải không nên kết. Khi họ gặp khó khăn, chúng ta toàn tâm toàn lực đi giúp đỡ cho họ, không nghĩ xưa kia thù ghét nhau, thì mối oán hận này đã hóa giải. Phật Pháp ở tại thế gian mục đích là gì? Điểm này không thể không biết. Phật Pháp tại thế gian là giáo hóa chúng sanh, từng ly từng tí cả thể đều là giáo học. Giác chánh tịnh là giáo học, pháp chánh đạo là giáo học. Phần thứ bảy là chánh niệm, tức là niệm niệm không quên chánh pháp.
Nhưng Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta nhớ Phật niệm Phật, hiện tiền hay tương lai nhất định thấy Phật. Đây là chánh niệm. Trong ngày đêm sáu thời chấp trì danh hiệu, đây là chánh niệm. Tất cả ngôn hành cùng với lời dạy bảo trong kinh luận hoàn toàn tương ứng là trợ niệm, chánh niệm song tu. Nhất định được sanh tịnh độ, nhất định được thấy A-di-đà Phật cùng với Phật tương ứng. Chánh định tức là trong đời này, kiếp này, ta chỉ tu một pháp môn này, quyết định không thay đổi. Ta chỉ y theo bộ kinh điển này, quyết không lay động. Đây là chánh định, là bát chánh đạo của Tịnh Tông. Chúng ta lại xem đoạn văn dưới đây. Bát thánh đạo do trạch giác phần, là điều thứ nhất trong thất bồ đề phần, là bất ly thiên tà cố nhập chánh đạo. Đời này chúng ta chọn pháp môn để tu học, vô lậu thánh pháp gọi là chánh, năng thông niết bàn gọi là đạo, là chánh đạo trong chánh đạo của Tịnh Độ Tông. Cực lạc thế giới, là phương pháp vãng sanh cực lạc thế giới. Đây là chánh. Sanh đến cực lạc thế giới, một đời nhất định thành tựu viên mãn vô thượng bồ đề. Đây là đạo, là đại đạo. Ba mươi bảy phẩm trợ đạo, thu diếp tất cả pháp. Đây là 37 điều đại cương, đem tất cả mười phương ba đời chư Phật sở thuyết các pháp, sở tu các pháp đều đã bao gồm cả, chẳng có một pháp nào vượt ra ngoài. Nhưng bạn phải hiểu cơ duyên bất đẳng. Cơ là cơ hội, duyên là duyên phần. Cái cơ hội duyên phần đời đời kiếp kiếp của mỗi một người đều khác nhau. Cho nên tác chủng chủng khai hộp, khai tức là triển khai, hộp tức là quy nạp, triển khai vô lượng vô biên pháp môn. Nếu quy nạp hộp lại, hộp lại thì không ngoài giác chánh tịnh, cũng không ngoài giới định huệ. Cả thể đều bao gồm cả, danh nghĩa khác nhau đều là diễn sướng Phật pháp. Diễn tức là mỗi ngày chư Phật Bồ Tát làm ra cái dáng đó, thì chúng ta nhìn thấy. Quý vị phải biết xem tình và vô tình cả thể đều đang biểu diễn. Chư Phật Như Lai diễn biểu diễn vài chánh, biểu diễn phía bình giác, lục đạo chúng sanh biểu diễn phía bình mê.
Chúng ta ở dưới khán đài xem hát tuồng, xem được rất rõ ràng. Phía bên giác là sáng sủa, phía bên mê là đen tối. Hành thiện được thiện quả, tạo ác được ác báo. Biến pháp giới hư không giới thì ra là một sân khấu lớn. Chúng ta ở bên trong cũng tự làm diễn viên, cũng là khán giả. Thông thường trên sân khấu biểu diễn, diễn viên không phải khán giả, khán giả không phải diễn viên. Còn chúng ta thì là quá hay, quá tuyệt vời. Khi là diễn viên lại là khán giả, khi là khán giả lại là diễn viên. Cho nên cái phương pháp này gọi là diệu pháp. Người tu hành chân chánh, những người tu giác chánh định, cái gì họ cũng quan sát, cái gì họ cũng xem. Họ thấy rõ toàn cõi vũ trụ đều đang biểu diễn. Họ ở trong này thành tựu giới định huệ, thành tựu giác chánh định. Chẳng có một pháp nào mà họ không rõ ràng. Thập pháp giới, y chánh trang nghiêm, tánh tướng, lý sự nhân quả, rõ ràng minh bạch, đây là huệ, là vô sở bất tri ở trong Bát Nhã. Tuy rằng vô sở bất tri, trong tâm thanh tịnh, một bụi trần không nhiễm, như bất động, đây là đại định. Cảnh giới đại định này là chân tâm, huệ là tác dụng của chân tâm. Chân tâm là tịch diệt, cho nên nhất định phải hiểu điều này. Trong danh hiệu của Thích Ca Mâu Ni Phật đã vì chúng ta hiển thị hai chữ Mâu Ni là thanh tịnh tịch diệt. Tự chúng ta đối với mình nhất định phải tu thanh tịnh tịch diệt. Diệt tức là diệt phiền não, diệt vọng tưởng phân biệt chấp trước, lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần, chẳng có vọng tưởng, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, đó là tịch diệt tướng. Cái tâm đó thật sự là như vậy, là vô cùng từ bi, năng nhân. Thích Ca là năng nhân, là hoạt bát, không phải chết. Năng lượng và thông tin của cảnh giới bên ngoài truyền đến thì lập tức có phản ứng. Cái phản ứng này là từ trên lý. Cái phản ứng này là từ trên lý thể của tịch diệt sinh ra phản ứng. Tuyệt đối bên trong chẳng có xen tạp vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là cảnh giới của Phật và cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. Chúng ta đối với cảnh giới này không liễu giải, không rõ ràng, không minh bạch, thì chúng ta tu cách nào đây? Phải rõ ràng, phải minh bạch, phải hiểu rõ đó là Phật Bồ Tát. Ta phải hết lòng theo học tập thì mới thật sự vào được pháp giới vô chướng ngại. Nhân từ là phổ độ tất cả chúng sanh, không chướng ngại thanh tịnh tịch diệt của mình, là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Chúng ta mới biết sự chướng ngại từ nơi nào phát sinh ra. Chướng ngại là từ vọng tưởng phân biệt chấp trước phát sinh ra. Nếu rời khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì sự sự vô ngại.
Cho nên sau cùng là một đoạn văn tổng kết: vô bất diễn xứ, cố linh văn giả niệm tam bảo, phát bồ đề tâm, phục diệt phiền não giả. Phục là và diệt là hai cái giai đoạn trong giai đoạn công phu niệm Phật của chúng ta nói rất là rõ ràng. Công phu hành phiếm là phục sự nhất tâm bất loạn, vẫn là phục. Lý nhất tâm bất loạn là diệt. Tất cả phiền não đều đã chuyển được, tức là chuyển phiền não thành bồ đề. Đến lý nhất tâm bất loạn mới có thể chuyển được. Do đây có thể biết công phu thành phiếm chưa ra khỏi lục đạo. Vì là công phu trong lục đạo, đến sự nhất tâm bất loạn mới siêu việt lục đạo. Đó là tứ thánh pháp giới, vẫn là Phật. Đến phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, thì mới có thể chuyển được. Thật sự đã diệt, đã diệt phiền não. Chúng ta đã xem đoạn dưới đây. Đoạn này là giải thích tam bảo. Tam bảo đơn giản mà nói, có biệt tướng. Tam bảo có biệt tướng. Tam bảo có nhất thể tam bảo. Danh tự của tam bảo là Phật, Pháp, Tăng. Phật có pháp báo ứng hóa ba thân, tức là pháp thân Phật, báo thân Phật, ứng hóa thân Phật, là thường hay giảng. Pháp có bốn loại: có giáo pháp, có lý pháp, có hành pháp, có quả pháp, tức là giáo lý hành quả. Quý vị phải hiểu được, mỗi một bộ kinh, bất luận bộ kinh nào lớn hay nhỏ, bất luận bộ kinh nào cạn hay sâu, đều đầy đủ giáo lý hành quả. Nếu trong bộ kinh này không gồm đủ bốn cái ý nghĩa này thì không thể gọi là kinh Phật. Nếu nói là kinh Phật thì nhất định phải đầy đủ bốn phần này, là giáo lý hành quả. Tăng là tam thừa hiền thánh, tức là thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa. Ở bên trong có hiền, có thánh, sự khác biệt của hiền và thánh không giống nhau. Trong Bồ Tát thừa, từ sơ trụ Bồ Tát đến thập hồi hướng là hiền nhân. Từ sơ địa Bồ Tát đến đẳng giác là thánh nhân, gọi chung là tam hiền thập thánh. Đó là bậc hiền thánh của chư Bồ Tát. Còn hiền thánh ở trong tiểu thừa, tứ quả là thánh, tứ hướng là hiền, sơ quả hướng là hiền. Tu Đà Hoàng là thánh, nhị quả hướng là hiền,
Tư Đà Hàm là thánh. Bậc hiền thánh trong mỗi giai cấp của tam hiền không giống nhau. Ngôi vị hiền là còn đang tu học. Ngôi vị thánh là đã chứng quả, thì giống như chúng ta còn đang học hành vậy. Bạn còn đang học hành chưa tốt nghiệp, còn đang học tập thì gọi là hiền. Quá trình của bạn sau khi học xong tốt nghiệp, bạn nhận lấy văn bằng gọi là thánh. Giống như chế độ trường học thế gian của hiện nay chúng ta, bạn đang học trong trường đại học gọi là hiền. Đến một ngày nào đó bạn nhận được văn bằng học sĩ thì gọi là thánh, là tiểu thánh. Bạn lại tiếp tục học lớp thạc sĩ, là sinh viên của lớp thạc sĩ. Những sinh viên này đều gọi là hiền. Học xong thạc sĩ tốt nghiệp, nhận lấy văn bằng thạc sĩ gọi là thánh, là trung thánh. Nếu tiếp tục học lớp tiến sĩ, là sinh viên của lớp tiến sĩ, là hiền. Đây là hiền vị. Học xong lớp tiến sĩ tốt nghiệp, nhận lấy văn bằng tiến sĩ gọi là thượng thánh. Cho nên thượng trung hạ. Gọi là tam thừa hiền thánh. Phật Pháp Tăng gọi là tam bảo. Đời nhà Đường, Đại sư Lục Tổ Huệ Năng của Thiền Tông, tại trong đàn kinh, Ngài không nói Phật Pháp Tăng, mà Ngài nói giác chánh tịnh. Khi tôi mới bắt đầu đọc đàn kinh thì tôi suy nghĩ, tại sao Ngài phải nói cách này? Người khác đều nói Phật Pháp Tăng tam bảo, tại sao Ngài lại nói giác chánh tịnh? Nhất định là có duyên cớ. Cái duyên cớ này có lẽ lúc bây giờ vào đời nhà Đường, mọi người đối với Phật Pháp Tăng đều có khái niệm mơ hồ, chỉ biết cái danh này mà không biết hàm nghĩa của danh từ. Hay là nói cách khác, tức là bạn không đạt được thọ dụng. Đại sư Lục Tổ có trí huệ, lòng đại từ đại bi, Ngài đem ý nghĩa của tam bảo nói rõ ràng cho chúng ta, khiến cho chúng ta rất dễ dàng được thọ dụng. Ngài truyền thọ tam quy cho mọi người. Ngài không nói quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Ngài không nói như vậy. Khi Ngài truyền thọ tam quy là nói quy giác, quy chánh, quy tịnh. Ngài truyền thọ tam quy như vậy. Quý vị hãy xem trong đàn kinh thì rõ. Sau đó Ngài giải thích Phật là giác, Pháp là chánh, Tăng là giả, Tăng là tịnh. Cho nên Phật Pháp Tăng tam bảo, nếu chúng tôi thêm vào mấy chữ thì mọi người càng rõ ràng hơn. Cái gì gọi là Phật? Giác mà không mê là Phật. Cái gì là Pháp? Chánh mà không tà là Pháp. Cái gì là Tăng? Tịnh mà không nhiễm là Tăng. Cách giải thích như vậy thì mọi người đã hiểu rõ, không còn nói Phật giáo là mê tín nữa.
Nếu không thì họ không hiểu cái ý nghĩa này. Khi bạn nói Phật, họ bèn nghĩ đến những tượng Phật làm bằng đất bằng cây. Bạn nói đến Pháp thì họ nghĩ đến kinh điển. Bạn nói đến Tăng thì họ nghĩ đến người xuất gia. Nói cách dễ hiểu hơn tức là hoàn toàn đã chấp tướng. Khi đã chấp tướng thì không hiểu ý nghĩa, cho nên đại chúng trong xã hội thì nảy sinh ra một sự hiểu lầm, nghĩ rằng Phật giáo là mê tín. Cách nói này của Đại sư Lục Tổ, cái quan niệm sai lầm này thì lập tức đã được hóa giải. Cho nên khi người ta hỏi bạn Phật giáo là gì thì bạn nên dùng những lời của Đại sư Lục Tổ mà nói cho họ biết. Phật giáo là giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. 12 chữ này rất đơn giản, đem Phật Pháp giới thiệu cho mọi người. Đây là chánh pháp. Là thường thức. Đây là học vấn. Thôi bây giờ thời gian đã đến,